Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Phong Cận TV đây. Thì đã rất lâu rồi mình chưa ra video mới cho các bạn xem. Chắc có lẽ là khoảng 3 ngày rồi mình chưa ra video cho các bạn xem. Cho nên là mình thành thật rất là xin lỗi tất cả mọi người. Bởi vì rằng là mình đã gọi là ra trễ video. Vì bởi vì là mình bận một số việc ở bên dưới quê, cho nên là mình đành phải về quê và mình không có gọi là chuẩn bị video kịp cho bạn xem, cho nên là mình cực kỳ xin lỗi các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video mới cho các bạn xem rồi đây. Thì video hôm nay sẽ là một video vlog mấy bạn ơi. Thì video vlog hôm nay mình sẽ gọi là thông báo cho mọi người, những bạn fan trên kênh của mình và kênh của Sammy biết. Đó chính là mình và Sammy vừa mới nhận nuôi một bé mèo các bạn ơi. Đó, một bé mèo Việt Nam nha các bạn. Đây, đây chính là ảnh của em nó nè. Đó, một bé mèo Việt Nam. Đó, thật ra thì bình thường thì người ta sẽ nuôi gọi là mèo nước ngoài, mèo Tây đồ cái kiểu. Còn mình thì mình thích nuôi mèo Việt Nam hơn các bạn ơi. Bởi vì là mình cảm giác mèo Việt Nam nó dễ nuôi á. Đó, thật ra là mình cũng không thể nào mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra cả các bạn ạ. Đó thì lần trước khi mà mình về quê á thì Sammy đã gọi là gửi cho mình xem một cái tin nhắn. Và trong cái tin nhắn đó Sammy đã gửi cái ảnh của bé mèo đó qua cho mình xem. Thì Sammy bảo rằng là bé mèo này đã bị bỏ rơi các bạn ạ. Bé mèo này đã bị bỏ rơi bởi vì là không có ai nhận nuôi em nó cả. Bởi vậy cho nên là Sammy đã gọi là quyết định ra và nhận nuôi cái em mèo đó các bạn ạ. Đó thì bạn mèo này chỉ mới được có 2 tháng tuổi thôi, còn rất là bé tí tẹo luôn. Và nói chung thì em ấy cũng rất là dễ thương, cho nên là bây giờ mình sẽ quay clip lại cho bạn xem nha. Thì đây chính là bé mèo mà mình mới vừa nhận nuôi nữa bạn. Sammy cầm bé mèo lên xíu cho mọi người xem. Đây, đây chính là một bé mèo Việt Nam nha các bạn. Mèo Việt Nam nha, thì thường thì mèo Việt Nam sẽ rất là dễ nuôi luôn bạn ơi. Đó, thì bé mèo của chúng ta là có một bộ lông màu cam mấy bạn ạ. Cho nên đó là lý do vì sao mà Sammy đã đặt tên cho nó là Cam đó bạn. Đó, bé mèo của chúng ta sẽ tên là Cam nha. Đó. Hello. Hello các bạn đi mọi người. Hello mèo đi, Cam. Cam ơi, nhìn camera nè con. Cam ơi. Camera nè, nhìn bên đây nè, cái camera nè. Ôi, chắc là em nó ngại bạn ơi, em nó được lên TV, em nó ngại bạn ạ. Đó, thì thật ra là bé Cam của chúng ta thì chỉ mới được có 2 tháng tuổi thôi nha các bạn, cho nên là bé Cam còn rất là nhỏ xíu luôn, nhỏ bé tẹo teo à. Trời ơi trời. Đó, lông của bé Cam phải nói rất là đẹp luôn bạn ơi. Mặc dù á là mèo Việt Nam nhưng mà cũng không gọi là thua gì mấy em mèo của nước ngoài đâu nha. Vẫn đẹp lắm á nha. Trời ơi cưng lắm luôn á. Ok bạn ơi, thì hôm nay là ngày thứ hai mình nhận nuôi bé mèo rồi. Thì mình nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ gọi là đi ra ngoài cái chỗ mà bán đồ cho thú cưng á. Thì mình sẽ mua một ít đồ, chẳng hạn như là thức ăn nè, rồi chuồng với lại là cát cho bé mèo nha. Ok, rồi chúng ta cùng nhau đi thôi nào, let's go. Ok bạn ơi, thì bây giờ bọn mình đang trên đường đi đến gọi là tiệm bán thú cưng mấy bạn ạ, phải không? Tiệm bán thú cưng hay là bán đồ cho thú cưng? Bán đồ cho thú cưng. À, tiệm bán đồ cho thú cưng các bạn ạ. Bọn mình tới đó thì bọn mình nghĩ rằng là bọn mình sẽ mua cho gọi là bé mèo của chúng ta là pate mèo nè, thức ăn cho mèo nè, rồi cát nè, lòng nữa, rồi mấy cái đồ chơi cho mèo nữa. Thì thật ra là mình nói thật là khi mà các bạn nuôi mèo á thì những con mèo nó sẽ rất là dễ bị stress và rất là dễ bị sợ người. Bởi vì là nhất là mèo con nữa, cho nên á là chúng ta cần phải mua thêm những cái đồ chơi nè. À, để giờ chúng ta chơi chung với mèo á thì những con mèo bọn nó sẽ gọi là quen với chúng ta nhiều hơn, các bạn hiểu không? Đó, cho nên là bây giờ bọn mình sẽ gọi là đi đến đó nha. Ok, một tí nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Tạm biệt. Ok bạn ơi, thì đầu tiên thì bọn mình sẽ mua cát cho mèo nha các bạn. Thì những bạn nào mà không nuôi mèo á thì mình sẽ gọi là nói cho các bạn biết là bọn mình mua cát để làm gì nha. Thì cái cát này là một cái loại cát để dùng cho mèo nó đi vệ sinh lên đó các bạn. Đó, thì mèo có một cái thói quen là sẽ đi vệ sinh ở trên cát các bạn ạ. Cho nên là bọn mình sẽ mua cát cho nó nha. Đây, cát này là nó có mùi hương luôn các bạn. Nó sẽ làm cho cái con mèo nó ị lên đó thì nó sẽ không có bị hôi đó các bạn. Đó, rất là tốt luôn. Ok, lấy cái này nha. Ok bạn ơi, thì nói chung á là để cho mèo nó khơi ị được thì chúng ta phải cho nó ăn trước đã đúng không? Thì đây ở chỗ này là mình có rất là nhiều thức ăn cho mèo luôn các bạn ơi. Đó, rất là nhiều luôn nha.
Đây thì ở đây là mình thấy nó có cái loại thức ăn cho mèo nè. Wow, nhìn hấp dẫn ta. Không biết rằng bé Cam ở nhà có thích ăn cái này hay không đây. Ok, ở dưới đây thì nó có một cái bịch nhỏ hơn. Còn bạn nào muốn mua nhiều á thì mua nguyên một cái bao to như thế này luôn các bạn. Trời, Sammy. Sammy thử khinh cái bao này xuống coi. Ôi, cái bao này. Cái bao này to gì đâu á trời. Thì hiện tại ở đây thì Sammy đã mua cho bé Cam của chúng ta là một cái này là gì ta? À, sữa bột cho mèo các bạn ơi. Cái này chúng ta sẽ pha sữa cho mèo uống nè. Thì bé Cam còn rất là nhỏ cho nên sẽ mua cái này cho nó uống. Tiếp theo nữa là một cái nệm cho nó nằm mấy bạn ạ. Sammy rất là chu đáo luôn, mua nệm cho nó nằm, sợ nó lạnh các bạn ơi. Đó, ok. Rồi, một con cá. Một con cá các bạn ạ, một con cá để cho con Cam nó cắn, nó cào. Một cái chỗ để đựng thức ăn cho cá nè. À, đừng thức ăn cho mèo. Đừng thức ăn cho mèo nè. Với lại cái này là sữa tắm cho mèo bạn ơi. Đó, sữa tắm nha, chứ không phải sữa để uống nha. Uống cái là chết luôn á. Với lại là ở đây có thêm một cái cây gậy. Đó chính là gậy để cho mèo nó đuổi theo, nó dí các bạn. Cái này dùng để chơi trúng mèo nè. À, cái này à, cái này là đồ để hốt phân mèo. Đó. Dùng để hốt phân của bé Cam. Rồi, ok. Mấy bạn ơi, ra ngoài để đúng nắng luôn rồi. Các bạn coi nè, tóc của mình ướt nhẹp hết rồi nè, đổ mồ hôi các bạn ạ. Nắng thật sự, nóng cực kỳ nóng luôn á. Nhưng không sao, cuối cùng thì cũng đã mua xong hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà và sắp xếp chỗ ở cho bé mèo mới chúng ta nha. Ok, một tí nữa mình sẽ quay trở lại, còn giờ mình nóng quá, mệt quá, hết nói nổi rồi. Ok. Ok, cuối cùng cũng tới nhà rồi các bạn ơi. Trời cũng bớt nắng rồi, cũng may á. Ok rồi. Cái gì vậy bà nói? Tôi chưa vô mà. Ok. Rồi, đóng cửa lại. One hour later. Thì hiện tại là bé mèo của chúng ta đã được an toàn rồi các bạn ạ. Đó, thì Sammy đang cho nó uống sữa các bạn ơi. Hay. Bé mèo của chúng ta là không phải là mèo nước ngoài nha các bạn. Bé mèo của chúng ta chỉ là một bé mèo Việt Nam thôi. Ôi trời, nhảy kìa. Nó nhảy kìa. Ôi trời ơi, đó. Thì ôm cá. Sammy thì Sammy rất là thích gọi là nuôi mèo Việt Nam mấy bạn ạ. Gì đây? Gì? Đây là cái tóc. Cái gì? Cái gì? Mèo mèo mèo. Cái này cái tên của tôi. Một cái đẹp của mình này mọi người, cuối cùng nó cũng đếm xỉa tới. Mà nó không phải là nó nằm mà nó cào mọi người ạ. Con đây là giường của con mèo Simi, không phải là mèo, không phải con bé Cam nha. Đó. Người đem thêm to xác không? To dí sợ to. Khổ ghê. Trời ơi, một cú đánh rất là đau từ vị trí của bé Cam. Đang khều con cá còn sống không? Đó. Nó làm cái gì vậy mọi người? Con đang khều con cá, tư thế gì vậy? Đóng cửa. Chế độ hàng gì cá? Trời, nó làm cái gì vậy? Nó làm cái dáng gì vậy? Cái dáng hàng đâu? Nó ngồi nó vả vả con cá vài cái mà thấy không? Đó, nó còn lấy cái hộp gì ta? À, cái đồng hồ mini world nó ra, nó mình để trên cao, nó kéo xuống đây, mình cũng thấy không phục. Ok bạn ơi, thì hiện tại là bé mèo của mình đã khỏe mạnh hơn rồi các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng sắp tới này mình sẽ dẫn bé mèo của mình đi khám sức khỏe, sau đó là đi chích ngừa phòng bệnh nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là khi mà xem video mà có hiện lên quảng cáo á, thì bạn đừng quên hãy bấm vào trong quảng cáo để có thể giúp cho mình có thêm thu nhập để mình có thể gọi là nuôi bé mèo này nha. Ok, bây giờ là không phải là mình nuôi một mình và Sammy nữa rồi, bây giờ là phải nuôi thêm một bé mèo nữa rồi các bạn ơi. Cho nên các bạn đừng quên hãy bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho mình nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em ở những video lần sau nha. Nếu như các bạn muốn mình quay thêm nhiều video về bé mèo này thì đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết luôn nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.